gói quà Giáng sinh. Năm nào Noel thì cũng phải gói quà, mua quà tặng cho gia đình, con, cháu. Gói riết cả giờ nhuần nhuyễn. Mùa Giáng sinh là một cái mùa người ta nhằm vào cái dịp này để người ta lấy một cái lý do để tặng quà cho nhau. Cha mẹ thì tặng quà cho con cái, rồi con cái cũng như cái dịp này để tặng quà cho cha mẹ. Chứ không phải là chỉ có sinh nhật hay là này kia mới cái tặng quà nha. Mà cái ngày Giáng sinh này á là một cái ngày rất là trọng đại cho một năm. Vì thế nên là ai ai cũng về với gia đình. Đấy, gói từ nãy giờ bao nhiêu là quà, quà lớn quà nhỏ. Mỗi năm á tới ngày Noel là coi như là make sure, coi như là nói chung là nhà nào cũng gói quà, phải gói phải ngồi cả buổi. Nhà nào mà đông con nít thì càng nhiều quà nữa. Con nít thì nó thích mở quà trong những ngày Noel lắm. Đây là cái gói quà nè, quà đẹp không? Gói là mình gói riết bây giờ nhuần nhuyễn rồi. Năm nào thì cũng phải ngồi gói. Where did stamp box come from? Okay. Lại thêm một gói quà nữa gói. Tôi gói một cái giấy khác đi. Gói hoài mà cũng không hết quà. Đây quà. So what was in here, bud? Bây giờ cái gói này gói một cái giấy này đi cho nó đẹp. Giấy này cho đẹp ha. Okay. Cái giấy này á mình mua nó tốt ghê nha. Ở trong á thì nó có từng ô như này, thử là mình cắt tới đâu á mình có cái đường lai mình cắt này, mình không có nó sợ là cắt đó, nó không có đúng. Này vô đó nha. Cái này chắc phải gói được hai gói đó. Hai gói. Okay. Đây. Làm cái giấy này nó có cái ô sẵn ở phía bên trong nè. Ở ngoài thì nó là cái giấy rất là đẹp. Nhưng mà bên trong nó có từng ô một như vậy nè. Từng ô giống như là cái ô trong tập vậy đó. Thì nhớ là khi mình cắt á, mình cắt đúng như cái ô này, cái giấy nó rất là đẹp. Rồi, gói quà đã xong. Ta-da, một đống ở đây. Rồi một đống ở đây nữa. Đã xong rồi, một đống ở đây nữa chứ. Còn đây nữa, một đống nữa. Đây còn một đống nữa nè. Một đống đây nữa. Đó là chương trình gói quà Noel ngày hôm nay đã xong. Và shopping cũng xong. Tối nay với ngày mai là mình enjoy Christmas. You need that cable for the Apple TV. Oh, thank you. Thank you, Dad. Mở quà. Sáng Noel mà dậy sớm mở quà.
Shoot, thank you, Dad. This is sick. Thank you. You like that? Yeah, it's really nice. Đất này đi vừa giờ. Vừa giờ đẹp. Lấy tên đất cho đẹp. That's for Dad. Oh, here you go. I hope you enjoy already. Yeah, try not to ruin the boxes, bud. It's hard not to. Well, they should open. They just got some tape on them. That's all. Nice. Thank you, honey. This one for Dad, too? No. This one's sick. Oh, this one's nice. This one's really nice. Thank you. Look at that. Thank you. Oh, these are joggers. Thank you, Dad. This one's sick. Thank you. Levi jacket, thank you, Dad. So that black hoodie? No. This black hoodie. Which one? This where to go? This one. Mm-hmm. You can wear it underneath that jacket. That's yeah. What I got it for. Okay, thank you. So what do you think? That's nice. Huh? That's really nice. Did the one still got sold out or something? Oh, this is yours. Yeah. No, it says Macy's. No, I think it's yours. But... what's this? Well, this one's sick. Thank you. Give me that big box.